Chúng ta cùng test từ công cụ Inserting Connector. Đây, chúng ta chọn Inserting Connector đây. Chọn Insert Connector đây. Cửa sổ Insert Connector xuất hiện. Thì chỗ này là khoảng cách giữa các pin này, pin 1 với pin 2 này. Còn đây là số chân này, số pin đấy. 1 2 3 ở đây là 4 thì nó sẽ có 1 2 3 4. Còn pin list là ở đây chúng ta có chỗ này, chúng ta nếu mà chọn fix spacing ấy, thì nó sẽ ra được 4 cái như này. Và cái này là bắt đầu từ số 1 thì nó sẽ bắt đầu từ số 1, còn nếu mà mình để số 2 thì bắt đầu từ số 2. Chúng ta test thử nha. Insert này. Đấy, đây là sao, ok đi. Cho P1 kệ đó. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ số 1 này. 1 2 3 4. Khoảng cách là 75. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Giả sử như mình cho khoảng cách nhỏ hơn đi. Ví dụ khoảng cách 35 thôi. Thì chúng bắt đầu từ số 2 đi. Rồi số chân của ta có 3 chân thôi chẳng hạn. Và cái chỗ này ở đây này. Cái nút này các bạn để ý nút này. Lật xong bên này thì là úp lại. Chúng ta là insert. Đấy, chúng ta sẽ có bắt đầu. Đó. Ok, vậy ta có cái P2 là bắt đầu từ 2 đến 2 3 4 thì có 3 chân thôi mà. Còn đâu là khoảng cách là 35 thì nó sẽ nhỏ hơn khoảng cách này. Chúng ta tìm thử xem còn tính năng nâng cao nào nữa không ở trong connector này. Chúng ta chọn đi tên ra. Thì ở trong này thì chúng ta sẽ có, ví dụ đây là horizon, nó ngang này. Đây, nó đều hiển thị lên cả vertical này. Và các bạn có thể xoay nó. Đấy. Sau khi đã có các kết nối này rồi, các cái đầu nối này, thì ta có những cái công cụ có thể chỉnh sửa những cái đầu nối này. Đây, chúng ta vào đây. Ví dụ như reverse connector là để lật ngược cái này này. Đây. Đó. Đó. Bên này thế. Lật. Tiếp đến là các công cụ như là xoay này nhá. Rồi stretch là kéo dài nó ra. Chúng ta thử kéo dài nhá. Đấy, kéo dài thằng này ra. Đấy, kéo dài ra. Đó. Còn split là cắt nó ra. Ngoài ra ta còn có các công cụ như là thêm chân này, xóa chân này, xóa chân chỗ này này, thêm vào đây này, rồi di chuyển vị trí các chân, rồi hoán đổi vị trí của các chân với nhau. Đấy, như thế là một số cái công cụ để chỉnh sửa cái đầu nối này.